Xin chào các bạn, hôm nay Thế giới xe bongkit.com xin giới thiệu với các bạn dòng xe ô tô điện trẻ em mới mang tên IT1588. Đây là dòng xe mang kiểu dáng xe sang trọng, có kích thước dạng trung bình, phù hợp cho cả bé trai và bé gái, có tải trọng dưới 30 cân. IT1588 là dòng xe được thiết kế với hai động cơ ắc quy 12V, cho nên là chạy êm nhanh dần đều không giật, thiết kế hai cánh cửa mở ngang sang trọng và tiện lợi cho bé. Trong phía đầu xe được thiết kế không quá góc cạnh, toát lên vẻ sang trọng và hài hòa, đặc biệt là các cái bộ phận ở phía đầu xe được thiết kế khá là ăn ý. Đèn pha được thiết kế rất là nhỏ nhắn, kết hợp với một dãy đèn led khá là sáng. Cái dãy này thì buổi đêm nó sẽ phát sáng rõ hơn là ban ngày nhé các bạn nhé. Đặc biệt đây là một cái không gian mà mô phỏng cái lưới tản nhiệt khá là rộng. Đây là dòng xe sang trọng cho nên là bánh xe được thiết kế không quá to. Phía bên ngoài là nhựa cao cấp, được thiết kế các đường vân ma sát giúp xe bám đường tốt hơn, chống trơn trượt. Phía bên ngoài đây là hệ thống la răng mô phỏng làm cho cái bánh xe trở nên đẹp. Cánh cửa được thiết kế dạng cửa mở ngang, sang trọng và tiện lợi cho bé. Khi bé đã ngồi lên rồi thì chúng ta sẽ đóng cửa lại và cái chốt lại rất là chắc chắn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé trong quá trình vui chơi. Đây là đèn gương chiếu hậu mô phỏng. Kính chắn gió, vô lăng được thiết kế dạng vô lăng vuông, rất là cá tính, khác hẳn với các loại ô tô kiểu. Và đây là ghế xe thì được làm từ nhựa cao cấp nhưng lại thiết kế mô phỏng dạng như ghế da, cho nên là kiểu dáng trông rất là đẹp. Khoang chỗ ngồi thì tương đối rộng, đủ để cho một bé dưới 7 tuổi ngồi thoải mái. Xe được trang bị thêm dây an toàn, có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây cho phù hợp với độ. Và đây là phía đuôi xe thì được thiết kế đơn giản nhưng cũng khá là sang trọng với bộ đôi ống xà kép. Xe này còn được trang bị thêm một chiếc cốp nhỏ nhắn xinh xắn ở phía đằng sau ghế, đủ để cho bé có thể đựng một số đồ lặt vặt. Chúng ta cùng để ý các cái bộ phận hoạt động ở trên xe nhé. Vuông góc với mặt ghế ngồi tiếp xúc với bắp chân của bé khi bé ngồi, đây chính là lỗ cắm sạc. Quay về phía vô lăng và táp lô, các bạn sẽ thấy là trên vô lăng có hai nút còi và nhạc này. Đây là công tắc bật tắt này, khi mà các bạn bật thì các bạn bật lên, ấn vào nút start. Trên cái bảng này thì có một số các cái chức năng như sau: Bluetooth mode, tiến lùi, trên đây là cái nút mà để chọn chế độ đi chân ga, và đây là chế độ bập bênh, Bluetooth này, công tắc bật tắt đèn. Các bạn có thể sử dụng nhạc ở ba cái chức năng này. Ấn giữ V trừ là giảm âm lượng, ấn giữ V cộng là tăng âm lượng, và đây là tạm dừng hoặc là bật nhạc. Ngoài ra xe còn tích hợp thêm cổng USB, cổng thẻ nhớ AUX để bé có thể nghe những bài hát mà bé yêu thích. Các bạn nhìn kỹ cái dòng xe IT1588 được trang bị thêm một dãy đèn LED ở xung quanh mặt bên trong của xe, trông rất là đẹp mắt. Phía dưới cùng đây là chân ga. Xe sẽ có hai chế độ vận hành là đi chân ga hoặc điều khiển. Muốn đi chân ga, các bạn đầu tiên các bạn phải chọn chế độ đi tiến hoặc đi lùi. Muốn đi tiến các bạn ấn vào mũi tên đi tiến này. Sau đấy ấn chân ga, đó, xe sẽ đi tiến. Đi lùi thì ấn vào mũi tên đi lùi, sau đó ấn chân ga, xe sẽ đi lùi. Các bạn lưu ý là mình sử dụng cái nút nào thì mình ấn vào nút đó thì nó sẽ sáng lên để báo hiệu rằng là mình đang sử dụng ở chức năng đó. Và đây chính là đèn báo ắc quy nha các bạn nhé. Bập bênh thì ấn vào biểu tượng bập bênh. Đó, khi mà chọn chức năng bập bênh thì xe nó sẽ rung tại chỗ như thế này.
Cái này thì để cho bé vui chơi tại chỗ hoặc là tận dụng như một chiếc ghế ăn, sẽ rất là hiệu quả dành cho những bé lười ăn ấy. Khi mà muốn đi chân ga thì các bạn phải tắt bập bênh đi. Tắt bằng cách là các bạn ấn trở lại vào cái nút này. Đấy. Cái nút con ngựa sáng này có nghĩa là mình đang để ở chế độ để đi chân ga. Đi cùng xe có một sạc 12V. Các bạn lưu ý là chân sạc sẽ cắm vào đây nhé. Và một điều khiển từ. Điều khiển từ thì rất là nhỏ gọn nhưng mà có thể bắt được tần số tới 20m. Tất cả hệ thống đều là tự động, không cần bật tắt, nó sẽ tự động. Bây giờ các bạn muốn sử dụng, các bạn chỉ cần lưu ý này. Tiến lùi trái phải này. S là tăng giảm tốc độ tương ứng với chậm vừa nhanh này. T là tạm dừng. M là để setup điều khiển. Xe này chúng tôi đã setup sẵn rồi, cho nên là chúng ta tiến hành điều khiển luôn. Tiến nha. Đó, lùi. Quay trái, quay phải này. Đây là đang để chế độ một đèn là chế độ đi chậm. Các bạn có thể tăng tốc độ lên bằng cách bấm 2 đèn này, 3 đèn này. Đó, cứ thế nó sẽ quay vòng. Đây là đi nhanh nhất này. Các bạn nhìn thôi. Đó, bật đi lùi. Xe này chạy êm, nhanh, giật đều, không giật, cho nên là bé sẽ rất là dễ chịu khi mà ngồi trên xe. Các bạn lưu ý khi mà mình bấm vào nút B, tức là đèn nó nhấp nháy như này, thì khi đấy điều khiển cũng không sử dụng được, mà chân ga cũng sẽ không điều khiển được. Tức là mình đang để ở chế độ tạm dừng. Muốn xe hoạt động trở lại, các bạn bấm lại vào nút B. Đèn hết nhấp nháy chỉ sáng thôi, thì xe sẽ vận hành được bình thường. Bongkit.com còn rất là nhiều các video khác dành cho các thể loại xe cho bé. Các bạn có thể vào kênh YouTube của Bongkit Shop để xem nhé.